Chào các bạn, tôi là Bùi Thế Tâm. Trong video này tôi sẽ trình bày bài đầu tiên về hướng dẫn sử dụng Asset. Loạt video này gồm hai phần: phần cơ bản và phần nâng cao. Thì cái phần cơ bản tôi sẽ trình bày dựa trên cái tài liệu nội dung của cuốn Tin học lớp 12 do nhà xuất bản giáo dục xuất bản, hiện đang được dùng ở các trường phổ thông. Trình bày của cuốn sách này dựa trên phần mềm Asset 2002. Để tìm kiếm cái cuốn sách này thì các bạn có thể vào Google tìm kiếm theo cái khóa như này. Chúng ta có tin học 12 DBF download thì các bạn có thể download được giáo trình này ở trên mạng. Đây, cái phần nâng cao á thì tôi sẽ trình bày dựa trên cái cuốn sách mà tôi viết là cuốn giáo trình Microsoft Access căn bản và nâng cao. Cái cuốn này xuất bản năm 2006. Đây là một cuốn sách viết khá sâu về Asset. Tất cả các phần bảng truy vấn, biểu mẫu, báo cáo thì viết rất chi tiết. Sau đó còn có phần macro và module, lập trình Visual Basic. Hiện nay phòng máy ở các cơ sở giáo dục như là đại học hay trường phổ thông thường dùng Office 2007 và Office 2010. Do đó tôi chọn ở đây là phần mềm Asset 2010. Thì phần mềm Asset trong bộ Office thì là rất ít thay đổi so với lại Word, PowerPoint và Excel. Do đó có thể dùng những cái bài trình bày ở đây để thao tác trên Asset 2002, 2007 và 2016. Trong cái video này thì tôi sẽ trình bày cái bài 1 là tạo table và nhập dữ liệu. Thì khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ngày nay tin học hóa công tác quản lý chiếm khoảng 80% các ứng dụng tin học. Các bài toán quản lý như quản lý sinh viên và điểm, quản lý nhân viên trong các công ty, quản lý hàng hóa hay quản lý vật tư thì đấy là những bài toán quản lý. Thế một cơ sở dữ liệu nên gọi database là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau. Thì để làm việc với cơ sở dữ liệu cần có một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, là một cái phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của cơ sở dữ liệu. Và ở đây thì chúng ta dùng cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Thế chúng ta có thể làm gì ở trong cái hệ quản trị này? Thì công việc là có thể như thế này. Chúng ta tạo lập các cái bảng cơ sở dữ liệu và mối liên kết giữa các chúng chúng ta có thể tạo được. Mỗi bảng ứng với một bảng trong thực tế có các hàng và cột. Thì trong cái bảng thì chỉ có cái khái niệm trường, field là ứng với cột của bảng thực tế, và bản ghi record ứng với các cái hàng trong bảng thực tế. Rồi thứ hai, khi có các bảng rồi chúng ta có thể lập các truy vấn query dùng để sắp xếp rồi tìm kiếm trong cái cơ sở cơ sở dữ liệu để tính toán các cột mới. Đấy, tính toán các cột mới. Thứ ba là chúng ta có thể làm việc với các cái biểu mẫu hay form dùng để nhập các bảng và hiện các bản ghi một cách thân thiện với người dùng. Rồi chúng ta có thể lập các cái report, báo cáo để tính toán tổng hợp dữ liệu để in ra các báo cáo. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cách dùng cái asset như thế nào. Thì trước tiên thì chúng ta để tạo lập một cơ sở dữ liệu thì chúng ta nháy vào cái biểu tượng asset. Ví dụ tôi
chọn cái là quản lý học sinh. Quản lý học sinh chúng ta nháy vào cái biểu tượng asset đã. Có thể trên trên desktop hoặc ở đây chúng ta để ở taskbar. Ở đây tôi nháy, chỉ cần nháy đúp vào biểu tượng của asset, hay chúng ta vào cái menu start đấy, rồi chúng ta cũng có thể khởi động được. Nhưng ở đây đơn giản là tôi đã cho sẵn lên một cái biểu tượng trên 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 thanh taskbar. Thì khi nháy vào đây thì chúng ta ra cái màn hình Microsoft Access ban đầu. Chúng ta chọn là Brand Database. Đấy, chúng ta chọn cái mục này. Mục này tiếp theo sau ở cái phần File Name, người ta đặt tên cho nó. Đấy, đặt tên ở đây chúng ta đặt là theo cái bài này. Là quản lý học sinh. Quản lý học sinh. Đấy, chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên ở đây. Quản lý hay chân học sinh HS, và viết đơn giản như vậy. Sau đến bước tiếp theo chúng ta chọn grid, nháy rồi. Như vậy đầu tiên chúng ta nháy vào cái biểu tượng asset, sau nháy vào cái mục là một cái cơ sở dữ liệu trống này, sau chúng ta vào tên tệp này, phần này, và chọn grid. Thế chúng ta ra một cái, chúng ta ra một cái màn hình trắng, hoàn toàn trắng như thế này. Ra màn hình trắng như thế này thì là bây giờ chúng ta tạo một cái đến mục tiếp theo. Chúng ta tạo một cái bảng tên là bảng học sinh, thì gồm các trường sau à. Thế để đầu tiên nhằm để tạo một cái bảng học sinh này, đầu tiên chúng ta dùng grid này, rồi thêm phần design khai báo các trường, xong chúng ta ghi lại, chúng ta chọn grid này, sau đoạn thêm design đấy, thì nó ra một cái khung như thế này. Ở cái thanh bên trái này thì nó sẽ ghi là các cái đối tượng của asset làm việc với cái tệp này. Ở đây chúng ta sẽ khai các trường. Thế các trường để quản lý học sinh thì chúng ta cần các cái trường như thế này. Mã số này, họ đệm này, tên, giới tính, ngày sinh, đoàn viên, địa chỉ, toán, lý, hóa, điểm trung bình toán, điểm trung bình lý, điểm trung bình hóa và điểm trung bình văn. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta yêu cầu như này, mỗi một cái trường này thì nó có một số thuộc tính. Ví dụ như họa đệm là phải văn bản là text. Thế ngày sinh thì là cái kiểu dữ liệu là ngày tháng. Thế bây giờ tôi sẽ trước tiên là tôi khai các cái trường này. Các cái trường này thì nó ứng với trong thực tế danh sách một cái lớp học hay là hay học sinh của trường ấy, thì nó gồm có các cái cột này. Thế mỗi một cột này chúng ta sẽ khai báo là một cái trường. Thế ở đây chúng ta trường mã số. Mã số này, sau đến trường tiếp theo họ đệm. Chúng ta gài tên. Giới tính. Ngày sinh. Chúng ta cứ cứ nháy chuột xuống thì là chúng ta sẽ khai tiếp. Đoàn viên, địa chỉ, có đoàn viên không? Toán, toán lý hóa, toán lý hóa văn. Như vậy chúng ta khai được các trường.
Ở đây là chúng ta bây giờ cách chúng ta chèn thêm một cái trường mới như thế nào? Toán lý hóa ở đây tôi thiếu cái lý thì chúng ta làm cái này, chúng ta chọn cái trường này, chúng ta nháy con trỏ vào đầu cái tên 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 trường. Đấy. Sau chúng ta nháy phải chuột vào đây, chúng ta chọn là insert row. Thế muốn xóa cái trường này thì chúng ta chọn là delete row là được. Thế ở đây tôi chèn thêm một cái trường mới là insert row. Thì ở đây tôi viết lý. Ở đây có một cái phần cột như này. Là bây giờ những cái trường này ấy, thì nó có cái phần description là mô tả. Thì mô tả ở đây thì ví dụ như là ở đây là chúng ta có thể viết tiếng Việt, chúng ta giải thích là cái trường này nó là cái gì. Ví dụ họ đấy, chúng ta họ và đại. Thế cái trường này tôi giải thích là tên. Thế ở đây tại sao cần thiết cái này? Vì ở đây chúng ta tên trường chúng ta viết tắt, nhưng mà chúng ta đây chúng ta viết description là cái mô tả của nó. Thì những cái phần mô tả này nếu sau trong thành lập các cái truy vấn ấy, thì cái những cái phần mô tả này nó sẽ lên tiêu đề các cột cho chúng ta. Còn nếu không có mô tả thì tiêu đề các cột nó là ngầm định tên trường. Thế như vậy cái cột tên trường này chúng ta xong. Thế bây giờ tôi mới khai các cái kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu ở đây thì nó có những cái gì? Kiểu dữ liệu thì là đối với các trường ấy, thì là có kiểu dữ liệu. Nếu mà văn bản thì tối đa 255 ký tự. Autonumber là cái kiểu số đếm. Đấy. Nó tự động tăng cho các bản ghi mới, thường là bước tăng là một. Thế với cái này nó kiểu như tương đương là cái số thứ tự trong một cái bảng ấy. Thế nếu kiểu number là số thì gồm có byte. Byte thì một byte, integer là 2 byte, long in là 4 byte, single là số thực 4 byte, 17 số lẻ, double 8 byte, 15 số lẻ, decimal là cái số thập phân có 12 byte và có đến 28 số lẻ. Currency là kiểu dữ liệu tiền tệ, date time là ngày giờ, yes no kiểu logic 1 bit, memo là kiểu văn bản là tối đa 65.000, hơn 65.000 ký tự, và kiểu âu là object là kiểu đối tượng nhúng, trong đó những trường này chúng ta phải chứa ảnh cá nhân chẳng hạn, rồi tài liệu Word, Excel hay là một bản nhạc. Đấy, thì đấy là những cái kiểu dữ liệu. Thế bây giờ trong trường hợp của chúng ta sẽ khai như sau. Mã số tôi sẽ lấy là auto number. Đấy, sau này nó sinh tự động. Họ đệm này thì là sẽ chúng ta lấy 25 ký tự. Đấy. Tên thì là chúng ta có 7 ký tự rồi. Một chữ tiếng Việt nhiều nhất là 7 ký tự. Giới tính thì có nam hay nữ, cho nên là đây có 3 ký tự. Thế ngày sinh thì là kiểu thời gian. Cái kiểu thời gian ở đây chúng ta lại phải chọn cái format là kiểu dữ liệu gì. Ở đây có rất nhiều kiểu là tiếng Anh, nhưng mà chúng cho chọn cái kiểu là short date, tức là ngày tháng năm viết gọn như này Việt Nam hay dùng. Đấy. Thế đến đây cái đoàn viên này kiểu text thì cái này chúng ta là cái kiểu là yes hay no thôi, tức là có hay không. Đấy, kiểu logic. Thế phần địa chỉ này là chúng ta cho nó hơi dài, chúng ta sẽ cho là 50. Đấy. Fill size 50. Thế toán này. Toán cái này là number. Number. Number ở đây chúng ta phải chọn như này. Number ở đây thì là fill size. Chúng ta cần chọn là kiểu decimal. Tức là kiểu là số thập phân.
Và cái số cái nhiều nhất cái số lẻ ở đây ta chọn là ở đây điểm thì nó có một số lẻ thôi, ví dụ 9 điểm rưỡi chẳng hạn. Đấy, thì đây con một này. Thế số nghệ scale này nó là cái số cực đại, số chữ số lẻ mà có thể lưu trữ ở phía phải của cái dấu phẩy thập phân. Đấy. Thế đến đây thì cái vị trí chúng ta chọn là một, ngâm định của nó là hai. Đấy, ở đây ta chọn một như này. Đấy, tương tự như vậy, lý chúng ta chọn lầm bằng cái này chọn là thập phân một một vị trí cho số lẻ. Thế bao nhiêu số lẻ thì là chúng ta chọn một số lẻ, hóa chọn lầm bằng cái này chọn là thập phân scale một và cái decimal place một. Tiếp theo văn là những chọn number decimal một. Một như vậy chúng ta đã khai xong. Thế ở đây muốn cái phần mô tả thì là các bạn có thể nhập tiếp ở đây. Thế sau khi khai xong được cái cấu trúc của trường, đấy là khai cấu trúc của trường. Khai cấu trúc của trường sau chúng ta file là save. Ở đây chúng ta đặt tên cho nó là học sinh. Như vậy cái bảng của chúng ta là học sinh. Ok. Như vậy ở đây chúng ta có cái mới là học sinh này. Thế bây giờ muốn xóa cái bảng ngầm định của nó ở đây thì ta chỉ vào đây này. Chúng ta nháy phải chuột close. Close thì nó mất cái bảng mà lúc cái bảng mà asset tự sinh ra khi chúng ta mở. Thế bây giờ chúng ta còn một cái table là cái học sinh ở đây. Bây giờ khóa một bảng đây này, khóa một bảng là tập hợp các trường vừa đủ để phân biệt các bản ghi trong một table, không được có hai bản ghi hoàn toàn giống nhau ở tất cả các trường. Thế ví dụ như khóa như này, ví dụ như là cái bảng quản lý căn hộ của một khu chung cư có các trường này, mã căn hộ, tòa nhà này, tầng này, số phòng này, diện tích này, thiết bị, giá đã bán hay chưa. Đấy, cái căn hộ đã bán hay chưa. Thì đây cái mã căn hộ chúng ta có thể đánh số từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, cho nó tăng dần. Thế còn cái căn hộ đó là ở tòa nhà nào, ví dụ tòa nhà CT1, CT2, CT3, CT4, nó ở tầng mấy, số phòng là bao nhiêu, thế diện tích là bao nhiêu, ví dụ 150 mét vuông, thiết bị trong đó có ví dụ như là điều hòa này, đấy, bình nóng lạnh này, cái tủ bếp, thế giá ví dụ như là 50 50 5 tỷ chẳng hạn, cái này đã bán hay chưa, có hay không. Thì ở đây nó có hai khóa, ví dụ như là mã căn hộ đây có thể là một khóa này, mã căn hộ có thể một khóa. Thế hoặc là một cái khóa như này gồm có ba trường là tòa nhà này, tầng và số phòng, thì cái này là các cái căn hộ nó khác nhau bởi bởi cả đồng thời ba cái trường này. Thế như vậy có hai cái khóa. Nhưng trong cái khóa đó thì cái khóa chính là gì? Khóa chính là trong các nhóm khóa thì chọn một khóa làm khóa chính, nên chọn khóa có ít trường nhất. Như vậy ở đây có hai khóa, ta nên chọn khóa mã căn hộ này
có một trường, cái này là khóa này là có ba trường. Đấy. Khi mà nhập dữ liệu ra xét bắt buộc nhập dữ liệu cho khóa chính, đấy là một yêu cầu. Thế trong cái bảng của chúng ta vừa rồi, trong cái bảng của chúng ta vừa rồi này thì là chúng ta chưa đặt cho nó một khóa nào cả. Đấy. Thì ở đây dù cái ô tô number này là chúng ta nó tự động sinh này thì nó tự động cho chúng ta một cái khóa này, nếu mà chúng ta chưa đặt khóa thì chúng ta chỉ việc chọn cái trường ấy, chọn cái trường ấy. Và chúng ta nháy vào nút là primary key thì cái trường này nó sẽ là một cái là có khóa chính. Thế ở đây cái trường mã số mà chúng ta để auto number nó tự động, nãy khi chúng ta ghi nó tự động nó gắn vào khóa chính có cái chìa khóa đây. Ở đây sau khi là được cái khai được cái cấu trúc rồi, chúng ta có thể là chuyển sang cái chế độ gọi là data data sheet view. Thì để chuyển đổi giữa chế độ bảng đấy, cái bảng hai chiều ấy và cái chế độ cấu trúc, người ta dùng cái này view này. Thì chúng ta chuyển sang cái chế độ lưới đấy, để chúng ta đang ở chế độ design view là soạn thảo cấu trúc, bây giờ sang cái chế độ nhập dữ liệu này. Sang chế độ nhập dữ liệu thì cái trường mà chúng ta trường trường mà auto number chúng ta không phải nhập. Thế bây giờ chúng ta nhập mà nhập cho bản ghi đầu tiên. Nguyễn Xuân Bình. Đoàn viên có mười hai Lê Hồng Phong, ở đây là tôi cần thêm một cái trường nữa gọi là trường tổ, tôi chuyển sang cái design view này. Sau cái phần địa chỉ này thêm một cái trường tổ này, nháy phải đấy, insert row. Trường hợp tổ này là tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4 mà trong lớp, thì ở đây chúng ta chọn number. Ở đây chúng ta chỉ cần chọn by thôi, vì chủ 1, 2, 3, 4 chọn by thôi. Đấy, như vậy thêm và chúng ta ghi lại chúng ta chuyển sang cái chế độ này thì thêm một trường tổ. Đấy, chúng ta có thể thêm một trường này. Điểm toán 9.5. Sau chúng ta tab, ấn phím tab sang bên này. 8.5 hóa 10.0. Văn 9.0. Tức là khi đến trường cuối này, khi đến trường cuối này, ta kéo cái này,
chúng ta lại nhập, khi chúng ta hết cuối rồi thì cái mã số tự động, thế bây giờ sang đến cái người này. Đấy. Sang đến người thứ hai. Lê Văn chẳng hạn. À Lê Lê Thị chẳng hạn. Phương. Nữ. À, sinh 23 tháng 11 năm 2002. Đó. Những bạn này là được 17 18 tuổi là học lớp 11 phải không? Đoàn viên thì không, chúng ta không khai. Đó. Ví dụ như số 32 hàng đầu tổ 2. Thế như vậy là nó ở đây là nó đã tự động cho ta hai này, thế nó sang đến người này. Thế chúng ta nhập nhập như vậy là chúng ta nhập được. À, cứ như vậy chúng ta nhập ở cái dấu sao này, chúng ta nhập cái bản ghi mới. Thế bây giờ sửa bản ghi như nào, xóa bản ghi như nào, chuyển đổi giữa hai chế độ mà data sheet mới lại view và design view thì tôi đã nói rồi. Thế sửa bản ghi và xóa bản ghi chúng ta làm như nào? Để sửa một bản ghi chúng ta chỉ cần nháy chuột rồi thôi. Nháy chuột vào cái trường ấy chúng ta gõ thoải mái lại. Đấy. Thế để nhập mới chúng ta cái dòng mà có dấu sao là chúng ta nhập. Khi chúng ta sửa một cái bản ghi thì như thế này. Khi sửa bản ghi ví dụ Lê Thị Minh Phương chẳng hạn. Đây chúng ta gõ như này. Gõ như này thì ở cái ô đầu tiên của cái bản ghi đó thì nó ra cái bút chì thì chứng tỏ là ta đang sửa cái bản ghi này. Đấy, khi sửa xong rồi chúng ta cho con trỏ lên chỗ khác thì cái chỗ này nó mất đi. Đấy. Thế bây giờ để xóa một cái bản ghi ta làm như nào? Ta nháy con trỏ vào đây, à, ta nháy con trỏ chuột vào cái bản ghi này để chọn, sau đó nháy phải chuột, đấy. Chọn là delete record, đấy. Hay là chèn một cái mới là new record, đấy. Chúng ta sẽ chèn hoặc xóa được một bản ghi vào tại cái chỗ mà cái bản ghi chúng ta nghe để này, đấy. Như vậy và tiếp theo cái bài này thì các bạn làm tiếp là nhập cho tôi thêm khoảng 20 hay là 30 cái bản ghi tiếp theo như thế này, xuống dưới này cứ nhập tiếp như thế để chúng ta chuẩn bị cho bài sau. Đấy, nếu các bạn có thể nhập nhập 12 bản ghi ở trong cái tin học 12 ở trang 42 nào. Đấy có sẵn là dữ liệu cho 10 12 bản ghi này ở trang 42 và 9 cái bản ghi ở cái trang 48 của tin học 12. Đấy, nếu bạn không nghĩ được cái dữ liệu thì chúng ta cứ nhập mấy trang đó để được làm sao đấy độ 20 30 cái bản ghi ở dưới này để học cái bài tiếp. Thế như vậy cái bài này tôi trình bày đến đây là kết thúc. Thế kênh Bùi Thế Tâm là kênh dạy học miễn phí về lập trình thuật toán trong tin học của toán học, tin học văn phòng. Các bạn hãy ủng hộ kênh này bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ
chia sẻ các video, bình luận góp ý, giới thiệu kênh cho bạn bè và người quen có nhu cầu tìm hiểu về tin học và thuật toán. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.